100 sự thật về Akao Rancher, hồi nhỏ Shibaki Takeru hay xem Chōdenshi Bioman, Kamen Rider Amazon và The Mobile Cop Chiban. Anh cũng thích đọc San Seiya và Dragon Ball. Sự bùng nổ của series đã khiến các nhà đài chủ động gợi ý Toei thực hiện phần thứ 2, công ty đã từ chối vì sợ câu chuyện sẽ dần đâm vào ngõ cụt và gây thất vọng. Gablu có thể bơi tầm 80 km/h, tức là nhanh hơn cả cá mập trắng hay cá voi sát thủ. Khi phóng lên mặt nước để tấn công, sẽ bay xa được 50 m. Phần lưỡi sắc bén của Shark Cutters có thể cắt đứt được một tấm sắt dày 5 cm. Gaobier thở ra được ngọn lửa nóng 2.300 độ C, còn Gaopolar lại có hơi thở băng lạnh âm 200 độ. Horie Kei đã thất bại trong buổi casting Mirai Sentai Time Ranger và Kamen Rider Guga, cơ mà công ty tuyển chọn đã nhận ra tiềm năng của anh, nên họ đã gọi Kei trở lại và tham gia luôn vòng cuối của đợt chọn Gaoranger. Lúc ấy là năm 3 đại học và Horie Kei đang bận bù đầu cho luận án của mình.